Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất vui mừng ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng theo dõi kênh của Hạnh Phương và đặc biệt là trong video này để các bác cùng thẩm âm và cùng đánh giá về hai cái CD loa của hãng JBL. Đó là dòng loa JBL 825 và dòng loa JBL 925. Đây là hai mẫu loa được thiết kế chuyên sâu cho những bộ karaoke gia đình. Mời các bác hãy cùng tham gia và cùng nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Cái nút đăng ký thì nhiều bác có tuổi rồi không để ý thì cái nút nó màu đỏ phía dưới có chữ đăng ký đấy. Các bác sẽ đăng nhấp vào đó thì chúng ta sẽ đăng ký được. Nhiều bác theo dõi video của Hạnh Phương nói rằng là không biết là làm cách nào để cập nhật được hay là theo dõi ngay được những video hoặc là những phát trực tiếp mà Hạnh Phương phát. Thì mời các bác hãy bật cái chuông nữa lên. Nó có cái hình cái chuông ở bên cạnh đấy. Các bác nhấn vào đấy thì chúng ta sẽ mở được cái chuông ra. Và khi nào mà anh Phương lên sóng là chúng ta biết ngay. Và ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng ngắm nhìn những đôi loa JBL của Mỹ. Đây là một đôi trong series đời 8, đời 9 rất là cao cấp. Nó giống như những con ô tô ấy các bác ạ. Ví dụ như là một hãng Toyota, người ta thiết kế ra nhiều cái đời ô tô khác nhau, từ những cái con Vios, từ những cái con dòng cao cấp hơn là Camry, rồi đến những dòng Nexus chẳng hạn. Thì loa nó cũng vậy, nó theo cái series. Cho nên là các bác đầu tư càng nhiều tiền, mua hàng đời càng cao thì cái giá trị cũng như là cái âm sắc của nó càng tốt hơn. Đấy, cho nên là nhiều bác cứ hỏi anh Vương là loa nào là loa cao cấp hơn, thì xin thưa các bác là các bác cứ nhìn cái số của nó. Đấy, đời 8 và đời 9 là cái đời chót của dòng 3 số. Về dòng loa hay cái cặp loa này, về hình thức thiết kế thì nếu như các bác nào mà không sành thì nhìn nó xem giống nhau. Nhưng mà thực ra là về bản chất của hai cặp loa này CD8 và CC9 dễ phân biệt. Đầu tiên là các bác phân biệt bằng cách là gì? Là chúng ta nhìn vào cái tem này. Đời 8 thì nó là tem cứng. Đấy. Còn đời 9 thì nó sử dụng tem mềm như này. Đấy. Nhìn cái là thấy ngay đúng không? Các bác để ý thấy là cái tem nhìn thấy ngay. Còn đâu thì về cái hình thức bên ngoài ngoại thất thì nó cũng xem giống nhau. Nói chung là về bọn anh em kỹ thuật thợ thì đôi khi là cũng nhìn ở nhiều điểm khác chúng ta cũng có thể phân biệt được đời 8 và đời 9. Hai cặp loa này thì về với tình trạng xin thưa các bác là còn nguyên cả mút xốp tây. Đây là những cặp loa tuyển chọn rất kỹ. Đấy. Cả hai cặp đều còn mút xốp tây luôn các bác. Đây này. Đấy, những cái đôi loa mà còn nguyên mút xốp tây như thế này thì về cái độ đẹp của nó, độ trong trẻo của nó thì nó hơn hẳn luôn các bác. Đấy. Cho nên là các bác nhìn vào đây thì ta thấy ngay. Thiết kế rất đẹp mắt. Hầm hố không đụng hàng. Các bác nhìn cái phếu kèn của con này. Đấy, và cái bát này nó che một nửa cái bát này. Chúng ta thấy rằng là nó hầm hố hơn rất nhiều so với những dòng loa thông thường. Dòng loa thông thường thường là bọc kín. Thiết kế với một bát 40 và một chép kèn. Giữa hai đời này thì nó khác nhau về cái côn của cái con chép. Cái bát thì gần giống nhau. Khác nhau hai món, đó là về phân tần và cái côn chép là chính. Còn cái bát thì đôi khi là có thể đổi cho nhau được. Đấy, riêng về hai đời 8 và đời 9 là như vậy. Đấy, về thùng vỏ thì cả hai cặp chúng ta thấy rằng là của nó rất là nét như mới luôn các bác. Đây, những cặp loa này là cặp loa tuyển và sưu tầm để chơi lâu dài và giá trị rất là cao. Các bác nhìn cái ốc nó còn sáng choang này. 925 sản xuất tại Mỹ. Đấy, tất cả các bác nhìn cái ốc ác từ cái tay sách rất đẹp như mới. Con này cũng vậy. Này, nhìn các bác nhìn. Những đôi loa tuyển. Cái này thì nó có một cái chức năng, đó là đánh ở phòng rộng, phòng hẹp, phòng trung bình. Nếu mà đánh phòng hẹp small room là chúng ta đánh ở âm 2 dB, tức là giảm bớt cái chép đi, cái giải trung âm đi 2 dB. Còn nếu đánh ở không gian phòng trung bình thì đặt ở 0 dB, còn đánh ở không gian ngoài trời phòng rộng thì chúng ta đánh cộng 2 dB. Thì nghe tiếng chép nó đã hơn. Giải lời nó thoát hơn. Với hai cặp này thì về âm sắc của nó có gì khác nhau thì xin thưa các bác là về giá thành đầu tư thì nó đã khác nhau rồi. Ví dụ như những cặp đẹp như thế này 9825 thì giá hàng đẹp nó khoảng độ 24-25 triệu. Riêng cặp này nó là hàng tuyển với giá tầm khoảng độ 24,5 triệu tại cửa hàng. Còn đôi này là đôi tuyển đời 9. Giá thành đầu tư của con này nó rơi vào là 29 triệu tại cửa hàng.
Còn có những đôi nó cũ hơn, xấu hơn, nó rơi vào tầm 27.500, nhà em có cả mã 27.500 các bác nhá. Cho nên là bác nào thích chơi hàng tuyển, sưu tầm về lâu về dài, chúng ta chơi hai cặp này cho em. Đấy. Về chất âm thì chúng ta cùng lắng nghe, mời các bác nghe, sau đó chúng ta cùng đánh giá. Đầu tiên em sẽ đánh bằng đôi 9 trước, mời các bác cùng nghe. Các bác có thể cho những cái bình luận phía dưới. Hai cặp này thì về giá thành thì đương nhiên nó khác nhau rồi, lệch nhau mất khoảng độ 3-4 triệu gì đó. Còn về chất âm thì như các bác đã nghe, dòng này thì hai cái cặp loa này với cái cấu tạo thùng của nó, nó thiết kế theo kiểu lộ chép. Dòng này nó thiên nhiều về cái giải âm trung và giải lời, tức là giải lời và giải chép nó rất là mạnh. Cho nên các bác khi nghe nhạc cũng như khi hát, chúng ta cảm thấy rằng là cái tiếng nhạc, tiếng ca sĩ nó sẽ rõ hơn so với dòng loa thông thường. Và có thể cảm nhận một cách khác là gì, là chúng ta khi chúng ta hát karaoke, bật mic lên chúng ta hát, cảm thấy rằng là cái tiếng mic nó thoát hơn, nhẹ hơn so với những đôi loa full thông thường. Đấy chính là cái đặc điểm riêng của dòng loa này. Về cái giải bass của dòng loa này nó không quá mạnh, nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng nó không có bát, mà nó đủ bát cho các bác chơi. Nhưng nếu chúng ta nói về cái giải bát mạnh mẽ, sâu sắc thì cặp này nó không thiên nhiều về giải bát, nó thiên về giải lời và giải chép. Còn giải bát nếu các bác chơi sâu nữa thì các bác nên dùng súp. Còn nếu gia đình chúng ta dùng một cặp này thì không cần súp vẫn đát được, vẫn nghe tốt. Bởi vì đời này nó là đời rất là cao, đời 8, đời 9 thì không phải bàn nhiều. Nhưng nếu đánh giá về cái giải của nó, giải tốt và ưu điểm của nó tập trung vào giải lời và giải chép. Và khi chúng ta nghe thì đương nhiên cái cặp này, theo cá nhân anh Phương đánh giá và đã làm, thì đời 9, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cái tiếng chép, tiếng lời nó sẽ giòn giã hơn. Đấy, mạnh mẽ hơn so với đời 8. Đấy, đời 8 thì ưu điểm của nó là cái giá thành của nó thì nó ít hơn. Những đôi xấu thì chúng ta thấy rằng là đời 8 thì riêng đời 8 cái độ zip của loa rất là ít. Em có thể nói rằng là những đôi loa Mỹ đời 8 về Việt Nam mình tỷ lệ zin chỉ khoảng độ từ 60% quay đầu. Em nói là 60% này em đánh giá rất là cao ấy, chứ không đánh giá thấp đâu. 60% quay đầu thì nó là độ zin. Còn riêng về đời 9 thì tỷ lệ zin của nó rơi vào tầm khoảng độ 80% đến 85%. Cũng có những sản phẩm nó không còn zin thì trên thị trường vẫn bán bình thường, nhưng với nhà em các bác được bao zin đến trọn đời. Và lưu ý cho em là bao zin chứ không bảo hành thời gian. Và cái sở thích em cũng nhắc luôn là khi các bác mua loa Mỹ, các bác nhớ là nghiên cứu kỹ về loa. Chúng em sẽ hỗ trợ các bác, sẽ hỗ trợ cho các bác về cái kỹ thuật, cũng như hỗ trợ về tư vấn về chất âm. Còn các bác thích về hình thức như thế nào, các bác cũng nghiên cứu kỹ. Và cái chất âm mà các bác cũng nên theo dõi kỹ trước khi chúng ta mua, tránh trường hợp là các bác mua đi mua lại rồi cuối cùng là mất cước rồi mất phí. Bởi vì cũng gặp những cái bác khách hàng là khi mà mua hàng, đôi khi là chúng ta cũng chưa để ý nhiều lắm, chưa hiểu về loa. Cho nên là mục đích của chúng ta thích cái kiểu này, nhưng mà khi mua chúng ta thấy rằng là nó khác kiểu, thì chúng ta lại mất thời gian và mất phí. Cho nên là các bác lưu ý cho em là như vậy.
Mona Mỹ chúng ta cố gắng nghiên cứu kỹ. Còn đương nhiên khi Mona thì các bác yên tâm là nhà em bao zin toàn tập. Đấy. Giữa hai đôi loa này thì chúng ta thấy là chơi đôi loa nào cũng được. Nó đều rất là hay. Và nếu các bác có tiền thì chúng ta nên chơi đời 9. Còn nếu các bác đầu tư vừa tiền chúng ta chơi đời 8. Nhưng với yêu cầu là khi mua đời 8 các bác lưu ý cho em về độ zin của chép. Đấy, đấy là điều đặc điểm các bác như vậy. À, đôi này thì anh Phương đã nói rồi, đôi này là hàng đẹp như này, giá tại cửa hàng là 24.500, giá ship sẽ là 25 triệu. Còn nếu hàng không zin thì một cái côn này nó rơi vào 6 triệu một cái. À, là hai cái. 6 triệu một đôi, tức là chúng ta sẽ bớt đi được 6 triệu thì đương nhiên nó chỉ có mười mấy triệu thôi. Cho nên là các bác nhớ mua loa này nên anh nhá. Trên thị trường rất nhiều anh em bán là cái màng này còn không còn zin, anh em thay hết màng. Bán có 17, 18 triệu. Nhưng mà nhiều bác không mua, không biết. Các bác cứ bảo là thằng này bán rẻ, thằng kia bán đắt. Không có đâu. Nếu như mà loa Mỹ nó không, cái màng của nó rất là đắt, cái côn nó rất là đắt. Cho nên là chỉ cần thay một trong những cái chi tiết nhỏ này là giá thành nó đi xuống ngay. Chất âm của nó thì đương nhiên là lúc đó anh Phương vẫn nói với các bác là đấy là mua xác loa Mỹ, mua cái oai của loa Mỹ để về dọa ma thôi, chứ còn chưa bao giờ được hưởng cái chất âm loa Mỹ. Còn nếu các bác mua chất âm loa Mỹ thì các bác nhớ cho em là hãy tìm những đơn vị bán hàng nó có uy tín để chúng ta mua cho đúng chuẩn. Ở số máy của em là 0971998555, địa chỉ của em là An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.